Xin kính chào tất cả quý khách hàng, rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay em xin phép review một chiếc xe dòng gầm cao đô thị loại nhỏ, chiếc EcoSport bản Titanium, sản xuất 2016, xe đi 4 vạn, màu xám đá. Và hiện tại bên em đang chào bán là 435 triệu. Chất lượng xe bên em bán ra có cam kết bảo hành bằng văn bản, xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, hỗ trợ rút hồ sơ. Và nếu các anh, các chị, các bác cần hỗ trợ ngân hàng thì bên em có thể hỗ trợ ngân hàng lên tới 50-60% giá trị xe cho chiếc xe này. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc EcoSport bản Titanium 1.5 cho tất cả các bác, các anh, các chị cùng tham khảo nhé. Chiếc xe này rất là đẹp, tổng thể xe còn rất là đều, rất là tươi, rất là mới, từ sơn vỏ cho đến nội thất, cho đến lốp. Là đẹp luôn. Xe mới đi có 4 vạn thôi các bác ạ. Mới có đi 4 vạn rưỡi nhá. Đấy, đã có thêm một chiếc màn hình Android rất là đẹp. Chủ cũng rất là chịu chơi. Có trang bị đề nổ thông minh này. Đấy. Điều hòa tự động đây, điều hòa tự động hết. Nội thất da màu đen. Xe có cửa sổ trời nguyên bản theo xe. Với chiếc EcoSport này, nếu như tầm tiền bác nào chỉ hơn 400 triệu thì quá ư là phù hợp luôn ạ. Rất là đẹp, chiếc xe này tổng thành xe thì quá mới luôn. Phần động cơ đây ạ, máy còn mới tính con luôn, cam kết máy số zin. Zin từng con ốc, kể cả nắp capo, không bắt một phân keo chỉ nào. EcoSport 2016 bản 1.5 Titanium em đang chào bán tại cửa hàng là 438 triệu.